vị, xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, vùng quê văn hóa và cũng là một vùng quê hiếu học với nhiều người con học hành đỗ đạt thành tài. Và về với Xuân Yên hôm nay thì bạn không chỉ được cảm nhận không khí yên bình trong lành, được trải nghiệm những làng nghề truyền thống, mà Xuân Yên hôm nay đang đổi thay từng ngày với nhiều điều thú vị để chúng ta khám phá. Nào hãy cùng với Khánh Linh đến với mảnh đất và con người nơi đây thôi. Xuân Yên là xã vùng bãi ngang ven biển huyện Nghi Xuân. Từ bao đời nay, người dân nơi đây bám biển, nỗ lực dựng xây quê hương thêm mạnh giàu. Đến với Xuân Yên, du khách gần xa đều cảm nhận được không gian bình yên, gặp gỡ những con người thuần hậu, chất phác và sự cần cù, chịu thương chịu khó trong lao động sản xuất. Trải qua bao thăng trầm, vượt lên những khó khăn thử thách, mảnh đất Xuân Yên hôm nay đang đổi thay, phát triển từng ngày. Thưa quý vị, và điểm dừng chân đầu tiên của Khánh Linh tại mảnh đất này là ngôi chùa Vạn Phúc, một ngôi cổ tự nổi tiếng ở xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân. Và đến với địa điểm tâm linh trong dịp đại lễ Phật đản, thưởng lãm cảnh chùa cùng hòa mình với các hoạt động với người dân và các tăng ni Phật tử nơi đây càng làm cho hành trình của chúng tôi thêm phần ý nghĩa. Chùa Vạn Phúc là một trong những ngôi chùa nổi tiếng ở xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân. Chùa được xây dựng từ thế kỷ thứ 9 trên một khu đất rộng, bao gồm nhiều công trình như chùa chính, tháp cổ, nhà tượng Phật và nhiều cổng trụ đầy ấn tượng. Tất cả các công trình tại chùa Vạn Phúc đều được xây dựng tỉ mỉ và tinh xảo, tạo nên một không gian linh thiêng và yên bình. Mặc dù trải qua bao biến thiên của lịch sử, ngôi chùa vẫn còn lưu giữ lại được các cổ vật như những phiến đá cổ, những bức tượng cổ. Không chỉ là địa điểm tham quan du lịch, chùa Vạn Phúc còn là nơi thực hành đạo Phật, là không gian sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân. Các lễ hội, nghi lễ tôn vinh Phật giáo thường được tổ chức tại đây, thu hút đông đảo Phật tử và du khách đến thăm. Vâng, thưa đại đức, ngôi chùa được xây dựng vào thế kỷ thứ 9 và là một dấu ấn vô cùng quan trọng đối với địa phương này. Vậy thì ngôi chùa này có ý nghĩa như thế nào trong đời sống văn hóa tâm linh của người dân địa phương ạ? Ở xã Xuân Yên chỉ có một ngôi chùa Vạn Phúc. Quý nhân dân Phật tử luôn là hoan hỷ và luôn hướng về ngôi chùa ở thôn Hợp Giáp này. Nó góp vào một cái phần rất lớn cho đời sống tâm linh của nhân dân Phật tử tại địa phương này. Quý thầy hàng tháng và hàng năm luôn tổ chức các khóa tu cho người già và thiếu nhi để cho mọi người biết đến đạo Phật và biết đến những cái sự tu tập và công hạnh của Đức Phật và tiến đến đó nữa để chuyển hóa được thân tâm của mình. Vâng, vậy thì trong đại lễ Phật đản năm nay thì hòa trong không khí đó thì chùa Vạn Phúc có những cái hoạt động như thế nào ạ? Cũng như các năm thì trong mùa Phật đản năm nay, chùa Vạn Phúc cùng tổ chức đại lễ Phật đản được sự hưởng ứng của thứ nhất là đến bên chính quyền của xã và thôn và được sự hưởng ứng nhiệt tình của quý thiền nam tín nữ với một cái thông điệp đó là mình truyền tải được một cái sự thân tình nhẹ nhàng để cho mình luôn được có một cái sự hạnh phúc. Chùa Vạn Phúc là một trong những ngôi cổ tự của Hà Tĩnh. Trải qua chiến tranh, chùa đã từng trở thành phế tích. Nhưng nhờ sự đóng góp công sức từ nhân dân và Phật tử gần xa, cũng như sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương, chùa đã được trùng tu tôn tạo. Đến với chùa Vạn Phúc, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp kiến trúc độc đáo và tìm đến sự tĩnh lặng, thanh bình của tâm hồn. Là một xã ven biển của huyện Nghi Xuân, người dân nơi đây từ bao đời đều chịu thương, chịu khó, đoàn kết cùng nhau vươn khơi bám biển. Và ngoài việc khai thác các nguồn thủy hải sản thì người dân Xuân Yên còn nổi tiếng với các làng nghề truyền thống. Và đó là những làng nghề truyền thống nào vậy? Hãy cùng tiếp tục hành trình với Khánh Linh nhé! Về với Xuân Yên, ngoài thưởng ngoạn phong cảnh từ những bãi biển đẹp thơ mộng, còn được thưởng thức những món ăn đặc sản của địa phương và trải nghiệm với những làng nghề truyền thống. Từ những con cá cơm tươi ngon, người làng biển Xuân Yên đã chắt lọc thành sản phẩm nước mắm mang hương biển quê. Thứ nước mắm vàng óng thơm ngon ấy đã khiến du khách thập phương nhớ mãi không quên. Cần mẫn như vậy suốt một năm dài, những giọt nước mắm đầu tiên mặn mòi hơi biển cả mới được thu hoạch. Được biết tới là loại nước mắm thơm ngon, đậm đà, không sử dụng chất bảo quản, nên sản phẩm nước mắm Xuân Yên không chỉ người dân địa phương tin dùng mà còn được rất nhiều khách hàng ngoại tỉnh đặt hàng. Chia tay những hộ gia đình với nghề làm nước mắm truyền thống,
chúng tôi lại tiếp tục hành trình tìm hiểu về nghề làm trống một thời từng là thế mạnh vùng đất Xuân Yên. Theo thời gian, nghề xưa không còn được như cũ. Vậy nhưng, ở đây vẫn còn có những người thủy chung với nghề truyền thống của cha ông. Tiếng trống thì giòn đanh, mặt trống thì vô cùng tỉ mỉ và sắc nét. Và để có được những chiếc trống đẹp và thanh âm vang xa như thế này thì đòi hỏi người thợ phải vô cùng tỉ mỉ với những công đoạn vô cùng công phu. Vâng, và bên cạnh Khánh Linh ngay lúc này là anh Hoàng Đức Dung, một người thợ làm trống lâu năm ở xã Xuân Yên. Vâng, và để có được một chiếc trống đẹp, hoàn chỉnh và đáp ứng được thị hiếu của người tiêu dùng thì bí quyết của người thợ ở đây là gì ạ? Yêu cầu là phải cần tròn từ da bo, da và gỗ mít da, khô khèn, phơi được nặng đúng tiêu chuẩn thì lúc đó mới tạo nên một cái âm thanh chuẩn và một cái trống tốt. Vâng, vậy thì hiện nay thì con cháu trong làng có còn tiếp tục tiếp nối với truyền thống của cha ông không ạ? Vâng, đến thế hệ tôi là thế hệ thứ tư để làm nghề làm trống rồi. Nhưng hiện nay con cháu cũng đang còn tiếp tục theo nghề ông cha để cho tiếng trống Xuân Yên càng ngày càng được vang xa hơn nữa. Vâng, để có thể lưu giữ được làng nghề truyền thống và lan tỏa những cái giá trị tốt đẹp thì cần sự trao truyền và chung tay đúng không anh? Vâng. Chỉ lưu giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp mà mảnh đất Xuân Yên hôm nay đang chuyển mình đổi thay phát triển. Và đến với Xuân Yên mùa này thì các bạn đừng quên đến trải nghiệm và check-in ở những vườn hoa đang rực rỡ khoe sắc như thế này nhé. Trong sắc nắng của mùa hè, những loài hoa trong khu vườn của anh Nguyễn Trường An bung nở rực rỡ hơn bao giờ hết. Từng có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề chăm hoa, cây cảnh, anh Nguyễn Trường An đã rời thủ đô Hà Nội trở về với quê hương Xuân Yên để khởi nghiệp với việc trồng chăm sóc các loại cây cảnh. Với tình yêu các loại cây hoa cây cảnh, kết hợp kỹ thuật và kinh nghiệm từ chọn giống, xử lý nảy mầm đến điều chỉnh phân bón, ánh sáng phù hợp. Sau 3 năm, khu vườn của anh đã phát triển và được nhiều du khách gần xa biết tới. Anh An ơi, vì sao anh lại quyết định đầu tư và xây dựng mô hình vườn hoa như thế này ạ? Xuất phát từ tình yêu hoa cây cảnh về thì tôi nhận thấy là ở Nghi Xuân thì cảnh quan rất đẹp, bờ biển rất là đẹp. Thì hàng năm thu hút rất là nhiều lượt khách tới tham quan du lịch. Thì cho nên tôi muốn mở cái vườn hoa này để tạo một cái điểm mới lạ cho du khách gần xa tới tham quan du lịch. Vâng, với khí hậu và thổ nhưỡng nơi đây thì sẽ phù hợp với những loại hoa nào thưa anh? Khí hậu ở đây thì phù hợp với một số loại hoa để gieo vào dịp làm du lịch mùa hè. Ví dụ như hoa cúc lá nhám này, hoa sao nhái này, hoa giấy này và một số loại hoa khác nữa. Thì bên cạnh đó thì tôi còn trồng và ươm tất cả các loại hoa Tết để phục vụ bà con nhân dịp Tết Nguyên Đán, giống như là hoa ly, hoa cúc hải đường, rồi hoa trà mi và rất nhiều các loại cây cảnh khác nữa. Thì mỗi mùa thì chúng tôi đều có các loại hoa khác nhau để phục vụ cho nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng. Vâng, vậy thì mong muốn của anh khi xây dựng mô hình này đến với quê hương và du khách gần xa là như thế nào? Trước đây thì Nghi Xuân mọi người biết đến với các cái làng nghề truyền thống. Hiện nay thì tôi muốn làm cái vườn hoa này để tạo một cái điểm mới lạ để cho du khách đến tham quan và du lịch. Mong muốn góp một phần nhỏ để phát triển kinh tế địa phương, rồi quảng bá văn hóa du lịch Nghi Xuân tới với du khách gần xa. Xuân Yên hôm nay đang đổi thay từng ngày nhờ đôi bàn tay cần cù chịu thương chịu khó của người dân nơi đây. Họ vẫn đang cùng nhau lưu giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp, đồng thời không ngừng đổi mới để phát triển quê hương. Biển và người Xuân Yên vẫn lặng lẽ kể chuyện quê hương, vẫn âm thầm dựng xây những câu chuyện mới, làm giàu thêm những vỉa tầng văn hóa của làng chài nơi chân sóng. Chúng tôi đã có một ngày trải nghiệm thú vị để hiểu hơn về đất và người nơi đây, để thêm yêu quê hương mình qua những hành trình khám phá.